Hello, dạ xin chào các anh chị. Dạ em là Quang Đen đây. Thì ngày hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 2022. Quang Đen sẽ tiếp tục đọc danh sách được hỗ trợ cho các anh chị theo dõi. Ngày hôm nay thì Quang Đen nhận được 6.652.000 là của chị Nhi. Chị Nhi ở Mỹ. Cái nickname của chị là mẹ của bé Quýt và bé Cam. Trong 6.552.000 này thì có trong đó có 100 đô Úc của mẹ của Lucky. Thì Quang Đen xin cảm ơn hai chị rất là nhiều. Với lại lời nhắn của chị Nhi là như vậy. Chị muốn hỗ trợ tiền mua cho bé Ngỗng, mà vừa rồi là Quang Đen có nhận 100 đô, Quang Đen không biết tưởng đâu chị gửi á, Quang Đen cảm ơn chị đó. Thì chị gửi là hỗ trợ mua con Ngỗng, với lại hỗ trợ bé bầu bữa cú. Với lại chị muốn là chạm mua bánh mì với lại xúc xích đãi cho các bé một bữa. Thì ok, ngày hôm nay thì Quang Đen cũng đã nhận được số tiền của chị. Thì ngày hôm nay thì tại vì ở Việt Nam mưa quá, cho nên có thể ngày mai em mới làm được. Và luôn cả ngày mai camera với lại mạng mới gắn được luôn. Tại vì ngày hôm nay mưa bão quá, không có gắn được đó mọi người. Rồi để Quang Đen đọc tiếp danh sách hỗ trợ ha. Rồi có còn chút xíu nữa thì Quang Đen sẽ trả lời các anh chị về cái vấn đề mà người ta vô hành hung chạm. Em nhận được 1 triệu Nguyễn Thị Hằng, 2 triệu là của một chị giấu tên là có gửi một bé chó ở trạm, là hỗ trợ 2 triệu này cho ông xã em bị thương. Em cảm ơn chị. Với lại 500.000 của bạn Phạm Thu, bạn có gửi một bé chó ở trạm. Thì đó là cái danh sách mà ngày hôm nay 15 tháng 8 năm 2022 thì Quang Đen nhận được. Rồi xong xuôi thì Quang Đen cũng để xin phép đọc lại cái danh sách ngày hôm qua mà Quang Đen đã nhận được và Quang Đen đã cứu được những gì, thì Quang Đen đọc lại cho các anh chị theo dõi. Đây là cái danh sách này ngày hôm qua. Ngày hôm qua là ngày 14 tháng 8 nè. Quang Đen có nhận là 540.000 của Hồ Thị Kim Ngoan, 1 triệu của Phạm Thị Thì Trang, với lại 2 triệu mốt của chị Minh Hiếu, 1 triệu là của Hồ Thanh Hà, 1 triệu là của Lê Thị Thu Vân, Thu Giang, 50.000 là của Lâm Thái Bình, 50.000 là Hoàng Thị Trang Quyền. Đó, thì trong đây có số tiền là 18.153.000 là gắn camera đó mọi người. Thì cái số tiền này là để riêng Quang bên, tại vì cái số tiền này là gắn camera. Thì dĩ nhiên là chỉ cộng là số tiền còn lại thôi. Là 540.000 là hỗ trợ chạm nè. 1 triệu là Phạm Thị Thì Trang nè, 2.100.000 là của chị Minh Hiếu nè. 1 triệu là của chị Thanh Hà nè. Đó, hỗ trợ đi cứu bé bầu với lại không bé chó, một mẹ với lại ba con. Đó, thì tất cả các số tiền này rồi 2 triệu 3, 1 triệu của chị Phạm Thị Thị Trang với 2 triệu mốt của chị Minh Hiếu là 3 triệu mốt, với 1 triệu của chị Hồ Thanh Hà là 4 triệu mốt, với 1 triệu của chị Lê Thị Thu Giang là 5 triệu mốt, với lại 540.000 là tổng cộng là 4 triệu mốt. Năm triệu mốt với lại 500 là 5.500.000, với lại 100.000 đó là 5.600.000. Thì Hoa Hồng Đen cứu một mẹ bốn con là 2.500.000, với lại bé gốc quê lơ là 3 triệu, là tổng cộng là 5.500.000. Qua ông đang dư lại được 100.000. Thì đó là đọc rõ ràng để cho mấy anh chị hiểu là như vậy. Rồi còn cái số tiền mà 18.153.000 thì ngày mai là qua ông đang sẽ kéo mạng và gắn 12 chiếc camera. Rồi ngày mai là qua ông đang sẽ thông báo sau. Đó. Còn cái phần mà 6 triệu 6.552.000 này
thì được hỗ trợ bé bầu với lại mua thêm bé ngỗng, mà trước đó là Hoa Hồng Đen đã búng tiền ra mua, mà tưởng đâu là chị gửi tiền mà là mạnh thường quân khác gửi đó mọi người. Thì cái số tiền này thì ngày mai là Hoa Hồng Đen sẽ xử lý sau và Hoa Hồng Đen sẽ lên clip sau. Dạ, thì Hoa Hồng Đen cảm ơn tất cả các anh chị. Hoa Hồng Đen sẽ mỗi ngày sẽ lên clip và thông báo tình hình trạm và tất cả đọc tất cả hỗ trợ để cho tất cả các anh chị theo dõi trạm của Hoa Hồng Đen. Đó, thì cái trường hợp mà nói là chó chạm qua Hồng Đen á mắc 100 con thì cái chuyện đó là không có nha mọi người. Có nghĩa là chạm mình đang làm thì người ta xông vô đập hai cánh cửa từ ở ngoài vô là nó sẽ có hai cái lớp cửa đó mọi người, lớp cửa đầu tiên và lớp cửa thứ hai, thì các bé chạy ra bắt đầu nó xông đi ra ruộng. Thì bé nào mà nó quen á, nó ở lâu rồi đó thì nó sẽ không đi, nó ra phía trước nó đứng xứ lớn thôi, nó không có đi. Còn những bé lạ mà mình vừa cứu ở lò mổ á, thì bé sẽ chạy, tại vì tâm lý của bé là bé đâu có biết chỗ này là chỗ nào đó. Đâu có biết là cái chỗ này là cu mang bé hay là sẽ giết bé trong đây mai, cho nên là mấy bé mới bỏ chạy. Thì mình cũng chia năng lực ra để mình đi tìm các bé về, và đồng thời cũng nhờ sự giúp đỡ của người dân xung quanh. Thì giống như là ai mà thấy bé đó cứ chỉ, thì Hoa Hồng Đen sẽ cảm ơn và hậu tạ. Cho nên là thời gian qua thì mình cũng đã bắt lại cũng khá nhiều, nhưng mà cũng có thể là vài bé ở ngoài, tại vì nó cái số lượng khá đông mà trong một lúc như vậy mình không thể nào mình kiểm soát được. Cho nên là mấy anh chị đừng có đồn là Hoa Hồng Đen chạm Hoa Hồng Đen mắc 100 con chó. Với lại thời gian qua thì có một số người cứ lên post Hoa Hồng Đen đồ này nọ, cứ muốn dồn Hoa Hồng Đen vào cái con đường chết đó mọi người. Giống như là khi mà chạm khó khăn thì không có thấy giúp, hoặc là những cái bài mà Hoa Hồng Đen xin hỗ trợ thì chẳng hạn như thí dụ giờ đi nồi cơm ở chạm nè, nó đang nhỏ nè, nó không có đủ sức để nấu cho các bé nè, sao mấy chị không gửi cái tâm tư của mình vô cái sự khó khăn của chạm. Ví dụ giờ bây giờ số lượng của em đông quá, mấy trăm con, mà bây giờ cái nồi cơm em nhỏ quá thì các bé không có thể nào no. Ví dụ giờ đi nó phải đứa ăn trước đứa ăn sau, nó không thể nào nó no được một lúc. Thì đó, nếu mà mấy chị thật lòng thương chó thì mấy chị nên đặt cái suy nghĩ của mình hay là những cái tiêu cực của mình vào cái sự khó khăn của chạm đó, thì đó mới gọi là cái sự chia sẻ và giúp ích cho các bé. Chứ không phải là mấy chị canh me mỗi lần mà chạm có chuyện gì mấy chị thì như là đổ dầu vô lửa, thì thật sự nó đáng tiếc. Tại vì sao? Mình thương yêu chó mèo thì mình nên mở rộng tấm lòng của mình ra để cảm nhận. Mấy anh chị phải đón nhận Hoa Hồng Đen thì mấy anh chị mới cảm nhận được những cái tình thương hay là những cái sự đồng cảm. Chứ mấy anh chị coi Hoa Hồng Đen như cái gai thì bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, lúc nào gặp nhau thì cũng như giống như là chổi nhau không à, vậy thì thương yêu chó mèo đâu mấy anh chị. Cho nên á thì sau cái video này thì Hoa Hồng Đen xin gửi tới các anh chị, cái gì cũng vậy hết, mấy anh chị mở miệng ra mấy anh chị nói là có lực nhân quả thì mấy anh chị lo cái gì. Nếu mà Hoa Hồng Đen làm trái hay là làm không đúng, hay là Hoa Hồng Đen nhận tiền hỗ trợ mà Hoa Hồng Đen lo cho bản thân của mình hay là không lo cho các bé, để cho các bé chịu thiệt thòi, thì Hoa Hồng Đen trả nghiệp, đúng không? Các anh chị đâu có thay Hoa Hồng Đen để trả cái nghiệp đó đâu mà các anh chị lo. Mình biết nói nhân quả thì mình hãy tuân thủ cái lực nhân quả, chứ đừng có mà sống cái kiểu mà áp đặt người khác theo ý mình. Còn mình muốn mà kết tội ai á, mình đem đầy đủ bằng chứng ra, giống như công an vậy đó, giống như pháp luật vậy đó. Ví dụ người ta muốn bắt người đi nữa, người ta cũng bỏ thời gian người ta điều tra, người ta lấy manh mối, người ta lấy chứng cứ, xong rồi là bắt đầu người ta bắt, đúng không? Còn này là mấy chị cứ suy nghĩ theo cái giống như là cái cách nghĩ của mấy chị muốn nghĩ người ta như vậy, cái nhỏ đó đâu vậy chứ vậy. Có ngày á, giống như là mấy anh chị giống như mèo bắt chuột vậy á, coi Hoa Hồng Đen như con chuột đó, mấy anh chị cứ săn bắt đồ này nọ, rồi mấy bé nó sống làm sao mấy anh chị? Nó giống như là ngày hôm qua hôm kia gì đó là Hoa Hồng Đen cứu 4 bé ở đường Quang Trung đó mọi người. Thì mọi người nghĩ đi,
trên đường lăn đang lưu thông đúng không, thì cái vỏ chó chở 4 con chó, có phải là Hoa Hồng Đen phải nghĩ cách mà cứu liền các bé không? Đâu có thể nào đăng chờ hỗ trợ được, đăng lên thì đâu có biết ai cho hay không, mà người bán chó người ta đâu có chờ mình đâu, tất nhiên là người ta không có chờ mình rồi đó, thì các bé sẽ bị đưa về lò mổ và sẽ bị giết sau đó. Cấp bách đến nỗi mà Hoa Hồng Đen phải gọi ông xã mình ra để mà lấy cái cọng, lấy cái chiếc nhẫn của ổng, mình là cầm liền tại bên đó, hiện giờ vẫn còn cầm mà nó cầm liền 5 triệu để đưa cho cái người bán chó để cứu mạng 4 đứa đó. Thì tới giờ vẫn còn cầm mà đâu có ai cho ngàn nào đâu. Thì cái hành động đó, cái cách làm đó thì mấy anh chị lại nghĩ là lại là đăng bài lên nó bảo là Hoa Hồng Đen dựng chuyện. Trời ơi, thật sự luôn á, con người mình á, dù cho làm ăn bất chính cỡ nào đi nữa, làm ăn cái như giống như xã hội bây giờ đi, người ác đi nữa người ta cũng sợ cái tháng 7 chứ mà mọi người. Thiệt, cho dù người ta ác, người ta lạnh lùng cỡ nào đi nữa, vô tháng 7 rồi người ta cũng sợ, người ta cũng giảm bớt. Giống như bây giờ 12 tháng đi đúng không, người ta cũng phải trượng tháng ra người ta tu. Mà mấy chị á, mở miệng ra là coi như là đạo đức không à, triết lý không à. Mà tháng 7 em thấy mấy anh chị á, mở miệng ra là khẩu nghiệp ào ào, mấy anh chị không có chừa gì luôn á, thật sự luôn á. Mà phải chi ở gần không nói, tuốt ngoài Đà Nẵng hết trơn á, tuốt ngoài Đà Nẵng ngoài á, mà biết ở trong đây á, cứu chó về đem đi lò mổ, biết tuồn chó vô lò mổ. Thiệt á, Hoa Hồng Đen nói thẳng luôn, bây giờ á, em nói cho mấy anh chị nghe nè, bây giờ muốn kiếm tiền á, không cần phải bán vô lò mổ đâu. Thiệt, nếu mình muốn kiếm tiền á, mình lo làm tốt, mình lo làm tốt, mình chăm sóc tốt cho tụi nó đúng không, mình có điều kiện mình thuê thêm người chăm sóc cho tụi nó tốt, tụi nó càng tốt thì mạnh thường quân người ta càng giữ ý, người ta càng giữ ý, người ta hỗ trợ nhiều đúng không. Về lâu dài cái nào ngon em nào, em bây giờ mấy anh chị nên nghĩ theo cái hướng tiêu cực thì em đang nói cái giống như theo ý của mấy anh chị luôn. Mấy anh chị nghĩ đi, ở trên đời này không có cái gì mà gói được mãi mãi chứ, không có gì mà giấu được hoài chứ. Ví dụ giờ đi đó, hơn một năm qua biết bao nhiêu người muốn hạ Hoa Hồng Đen, biết bao nhiêu người post Hoa Hồng Đen, biết bao nhiêu người là coi như là lên án Hoa Hồng Đen là bán chó này kia, có người nào đưa ra bằng chứng hay không, hay là giống như là khi mà cái giống như là khi mà cái sự mà ghen ghét nó cực độ rồi, các bạn đăng lên còi gõ mà gõ miễn phí mà gõ, đâu có ở tù đâu, cứ việc gõ lên nó bắt đầu là cho để cho mọi người á, vô phán, rồi để cho Mạnh Thường Quân á, ở xa người ta lung lay, là cái đó là mấy chị đang thể hiện cái sự thương yêu chó mèo của mấy chị hả? Hỏi thiệt á, Mạnh Thường Quân người ta ở xa, đôi khi á giống như người ta đặt niềm tin cho một poster nào đó ở Việt Nam đó, xong rồi cái người ta nhìn những cái bài đăng đó thì không phải Mạnh Thường Quân nào cũng bị lung lay, nhưng mà cũng sẽ có một số ít người ta lung lay, tại vì á người ta chân thật, người ta chất phát, người ta đâu có biết. Ví dụ giờ đi, người ta đang giúp người đó mà tự nhiên nghe người ta post người đó vậy á, người ta sẽ bị hoang mang đó. Là thì mấy anh chị nghĩ đi, mấy anh chị á, làm vậy là Hoa Hồng Đen chết hay là chó mèo nó chết? Còn á một cái trạm cứu hộ á, thì á, các anh chị nhìn sơ đi cái chi phí nó như thế nào. Nửa tháng, trong vòng nửa tháng thôi là Hoa Hồng Đen là chi mười mấy triệu tiền thịt với lại tiền gà với lại tiền giò heo, chưa kể tiền phổi nha. Tiền phổi á, là mỗi ngày người ta giao qua đó là hai ngày thanh toán một lần, cái tiền đó là Hoa Hồng Đen chưa có sao kê lên luôn á đó. Rồi tiền thuốc nha đó, rồi tiền thuê đất, tiền thuê người phụ trạm, rồi tiền điện nước, một tháng bao nhiêu chi phí. Mạnh Thường Quân cho thì đâu có Mạnh Thường Quân nào mà hứa với Hoa Hồng Đen là hàng tháng, một tháng chị cho em 20, 30 hay là 10 triệu, 5 triệu đâu, gần như là không có luôn đó. Thì coi như là Hoa Hồng Đen phải xây dòng theo, giống như bây giờ tháng này chị này cho, có thể tháng sau chị kia không cho thì chị khác cho đó. Mình gói ghém, mình xây sở chạm để chi, để cho các bé có một cái nơi nương tựa, có cái chỗ ăn chỗ ở đó đó.
chứ giờ qua ông đang giải tán cũng được vậy. Qua ông đang còn trẻ mà, ông xã qua ông đang cũng còn trẻ mà, đúng không? Chạy xe tàn tàn một ngày cũng 200-300 ngàn, ông xã đi làm ngày cũng 500 ngàn, đâu phải không sống được đâu mấy anh chị, mà phải chui đầu vô đây để cho mấy, để cho mấy anh chị chửi, mấy anh chị moi móc hoài. Chứ mình sống mình làm người cái gì cũng vậy hết á. Xã hội này có nhiều cái tốt đẹp lắm, không phải, không phải ai không có cái lòng ham muốn đâu, chẳng qua là người ta trải nhiều quá rồi, người ta mệt rồi, thấy không? Người ta muốn sống một cuộc sống mà coi như là yên bình, đồng ruộng với mấy con chó cho nó qua ngày, thì đương nhiên rồi thì vợ chồng em phải sống nhờ vào tình thương của Mạnh Thường Quân, đúng không? Thậm chí chén cơm của tụi em ăn cũng là Mạnh Thường Quân cho. Tại vì á, cái thời gian mà tụi em chăm sóc tụi nó, tụi em đâu có thể nào đi kiếm tiền được. Tụi em kiếm tiền bỏ nó ai lo? Tụi em thậm chí lo không nổi còn phải mướn thêm người nữa, thì làm sao tụi em đi làm được? Mấy anh chị nên nhớ, tụi em không phải như mấy anh chị mà nuôi 5-3 con, ở đây là mấy trăm không à, lớn có, nhỏ có, già có, đủ lọ thể loại hết trơn á. Và nó vất vả rất là nhiều. Mấy anh chị không có, có nhìn được cái sự vất vả của người ta. Còn mỗi lần mà Mạnh Quân mà cho chừng 500 ngàn đô, cái mấy chị nhảy dựng lên nóc nhà vậy đó. Nếu mà mấy anh chị cảm thấy cái công việc này nó dễ kiếm lợi nhuận quá, hay là dễ trục lợi quá, thì mấy anh chị thử đi, thử một lần thôi. Còn á, Qua Hồng đang nói cho mấy anh chị nghe luôn, Mạnh Thường Quân á, không phải là họ ngu, không phải là họ mù, họ không có thấy đường. Trước khi mà họ muốn hỗ trợ một cái trạm nào đó là họ đã lặng lẽ âm thầm, họ coi như là tìm hiểu một thời gian dài rồi đó. Tới khi mà chín mùi rồi đó là họ mới liên lạc với lại trạm, họ hỗ trợ, chứ không phải là họ điên, họ cầm tiền họ quăng qua cửa sổ đâu mấy anh chị. Cho nên cái điều đó đó mấy anh chị khỏi lo, mấy anh chị cứ đăng bài lên, mấy anh chị nói là Mạnh Thường Quân mù ngu muội đồ này nọ. Thật ra cái người ngu muội là các anh chị, cái người mù là các anh chị, tại vì các anh chị không thấy những cái gì người ta làm, các anh chị không thấy. Ngược lại mấy anh chị coi như là hạ người ta không được, cái mấy anh chị lôi Mạnh Thường Quân ra mấy anh chị chửi đó. Mấy anh chị tự cho bản thân của mình là tốt, người mà tốt không thấy, mà chưa gì hết là thấy mấy anh chị sỉ giả người khác rồi. Mạnh Thường Quân người ta cho tiền thì liên quan gì mấy anh chị? Mấy anh chị ghét ai là coi như là phải coi như là Mạnh Thường Quân là phải ghét người đó, không cho người đó. Mấy anh chị tưởng mấy anh chị là ai ở trong cái xã hội này? Còn cái cuộc đời này á, em nói cho mấy anh chị nghe, đừng có nói ai hơn ai hết trơn á. Đừng có nói ai hơn ai hết trơn á. Chưa có tới ngày mai thì chưa biết ai hơn ai hết trơn á. Còn mình sống, mình cảm thấy ok, mình vui vẻ thì mình làm, còn không vui vẻ thì mình lướt. Các anh chị hot hay các anh chị nói này nói nọ, các anh chị cũng đâu làm gì được người ta đâu, đúng không? Không can thiệp được, cũng không ảnh hưởng đời tư của người ta. Vậy mấy anh chị làm vậy để làm cái gì? Mấy anh chị có thấy cảm thấy mình đang sống phí không? Ăn cơm nhà tối ngày cứ lên trên Face, cứ dòm ngó người này người kia, không vừa mắt mình cái bắt đầu lên ngồi gõ lát đói bụng, rồi ăn cơm nhà tốn cơm nhà không? Thôi thời gian đó mình để dành đó mình yêu thương người thân của mình đi, hay mình để dành mình chăm sóc bản thân của mình đi cho nó tươi tốt đi đó. Còn á, ông xã hội mà ai làm người ta thấy chịu, đâu có quan trọng, đúng không? Giống như đi người ta làm ác đi, người ta trả hay là mấy anh chị trả? Rồi mấy anh chị ăn cơm nhà mà mấy anh chị tối ngày mấy anh chị lo chuyện của thiên hạ chi vậy, cho nó mệt vậy, nói thiệt luôn á. Rồi thì có vài lời thì qua ông đem muốn chia sẻ lại với tất cả các anh chị Mạnh Thường Quân gần xa, cũng như là mấy anh chị mà hay phốt này kia đó, giữ sức khỏe đi. Còn không nữa, thí dụ giờ đi, nếu mà không đồng ý cái cách làm việc của qua ông đen, ok, mình mở một cái buổi quay trực tiếp đi ha. Bây giờ các anh chị nói, bây giờ tôi làm tốt hơn qua ông đen đó, bây giờ tôi muốn đứng ra tôi nuôi cái trạm này nè đó, hứa danh dự với mấy anh chị luôn, giao ra trạm cho làm luôn, mà với điều kiện là tụi tôi phải theo dõi cho giám sát nha. Để muốn làm em cho làm để có gì nhận tiền của Mạnh Thường Quân, muốn thì nói em tiếng, chứ đừng có mà ngày nào cũng đăng đàn vậy, mệt mỏi lắm ha. Mệt cho mình mà mệt cho người khác nữa, sống cái gì vậy, đừng có làm phiền cộng đồng quá mấy anh chị.
Rồi, thì Hoa Hồng Đen xin chúc tất cả các anh chị mà theo dõi kênh cũng như là các anh chị đã yêu thương Hoa Hồng Đen cũng như là yêu thương các bé ở máy mắm Hoa Hồng Đen, chúc các anh chị một buổi tối an lành, chúc tất cả các anh chị mạnh thường quân gần xa đang ở xa chứ thì một ngày mới tràn đầy năng lượng, nhiều sức khỏe. Hoa Hồng Đen chúc tất cả các anh chị tháng 7 này được gia đình bình an, vượt qua tai nạn hết, không có bị tai nạn, sức khỏe dồi dào. Hoa Hồng Đen xin cảm ơn tất cả các anh chị.